Trên tay mình đang cầm là một cái dòng thuốc để đặc trị về cái con dẹp kim, dẹp xác và con sâu. mọi người Cực kỳ là hiệu quả luôn. Này. À, tại vì đêm qua có hai bác, bác ấy hỏi cách uh, trị cái con dẹp kim, dẹp sáp vườn nhà bác ấy nhiều quá. Thì uh, em thấy nó hay thì em lại làm video em chia sẻ cho mọi người biết. À, cái chai thuốc Thibro 550SC này, hủy diệt sâu dẹp này. này cực kỳ hiệu quả mọi người nhé mọi người phun dẹp kim dẹp sáp rồi là sâu cực kỳ vô cùng hiệu quả luôn đấy sâu vẽ bùa thì mọi người phun ngay khi lọc nó nhí ra thì không bao giờ bị luôn đấy còn nếu như mà để mà nó vẽ rồi thì mọi người lại đấu thêm một cái hoạt chất khác vào ví dụ như thằng tin rẻ tiền vào thì sạch sẽ vô đối luôn còn ví dụ như dẹp kim dẹp sáp thì mọi người chỉ cần phun nguyên một mình thằng này cũng ok còn nếu như mà mật độ nó dày quá mọi người nhé có nghĩa là nó nó dẹp kim dẹp sáp nó hay xếp tầng lên nhau đặc biệt như con dẹp sáp thì nó có một lớp à, vỏ bọc bên ngoài nó rất là cứng nên là thuốc thì à, mọi người phun thoáng qua thì nó sẽ à, không làm chết hẳn được nó đâu À, con dẹp kim thì nó cứ xếp chồng lên nhau nếu như mà là nặng nên là mọi người phun thoáng qua thì nó chết bên ngoài nhưng bên lớp bên trong nó vẫn còn. Vậy nên là mọi người phun thật kỹ khi mà có thì mọi người phun thật đẫm và thật kỹ. Sau đó nếu cần thiết là mọi người phun lại lần hai sau 7 cho đến 10 ngày thì là nó sẽ chết sạch xanh tiệt lọc luôn. À, thì cái thành phần của cái chai thuốc này đó là thành phần Barofelofot nó chiếm 450g trên lít và thành phần Themosam nó chiếm 100g trên lít. Bình thường ở trên thị trường mọi người thấy cái thành phần Barofelofot này nó chỉ chiếm khoảng từ 350g trên lít thôi. Nhưng mà đây là công nghệ tiên tiến và thành phần thuốc ngoại nhập về nó à, tốt hơn nó lồng động đập hơn mọi người nhé thì nó chiếm 450g trên lít cơ thì một sam nó chiếm một 100 gam 100g trên lít cơ nên là nó vô cùng hiệu quả trong cái việc là à, phòng và trị cái con dẹp sáp dẹp kim cũng như là những cái con à bọ trĩ dày lâu con sâu khoang sâu xanh sâu tơ sâu vẽ bùa mọi người nhá. Vô cùng hiệu quả luôn. Đấy. À, sâu vẽ bùa thì mọi người phun ngay từ khi lứt à, mắt cua, lọc nhú ra mọi người phun. Sau đó khi mà lá nó lở có à, lá nó lở ra tí thì mọi người phun tiếp lần hai sau 10 đến năm ngày là không bị mọi người nhá. Còn khi mà con sâu vẽ bùa nó mà đã vẽ lên rồi, nó có một lớp màng rồi thì mọi người lên à, cộng thêm một cái loại rẻ tiền nó hoạt chất abamectin vào đấu vào thế là nó sẽ à, chết sạch cháy xanh, xanh luôn đấy mọi người nha à, còn à, con dẹp kim dẹp sáp thì mọi người muốn nâng cao có sự hiệu quả hơn nữa thì mọi người cộng thêm cái thằng bám dính vào đấy là mình đã chia sẻ với mọi người mọi người nha thì à, các bác ai cần đến những cái mặt hàng như thế này như chai này mọi người liên hệ với em qua số điện thoại ở góc phải màn hình đó cũng là số zalo của em em sẽ tư vấn cũng như là em bảo công ty gửi cho mọi người mọi người nhá đấy thực sự luôn rất là hiệu quả luôn mọi người nhé à, giá từ gốc công ty thì à, nó bao giờ cũng mềm mại hơn qua các đại lý Đấy, là em chia sẻ với mọi người là như vậy à, Rất là cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh cho em thì à, trong video hôm nay có một số bác hỏi em như vậy nên em chia sẻ à, video cho mọi người biết thì em chia sẻ đến đây em xin uh, có lời cảm ơn tất cả mọi người và em xin uh, kết thúc video tại uh, đây à, em uh, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau em uh, cảm ơn mọi người em xin chào và hẹn gặp lại mọi người mọi người nhé